Em có đăng cái video là thanh lý cái tủ 10U này đó, mà nhiều anh em là cứ nói thế này thế kia, bảo là đắt hay rẻ như nào, thì hôm nay em sẽ phân tích cho anh em nhé. Đó, đây cũng là một cái tủ, đây cái tủ này là 12U này, 12U anh em nhé. Cái tủ này thì em chế thành cái tủ điện của bên em, thì bây giờ em sẽ so sánh cho anh em tại sao cái tủ này nó lại đắt nhé. Tại sao nó lại đắt? Vì hàng này của bên em là hàng đặt chuyên cho em để đi demo anh em nhé, nên nó sẽ xịn hơn. Đầu tiên anh em nhé, lớp đây là lớp vân tổ ong, gỗ vân tổ ong anh em nhé, dán vân tổ ong nó sẽ dày dẫn, chống xước tốt hơn. Còn cái lớp tủ cũ ấy thì không được vân tổ ong đâu, nó là lớp sơn thường thôi anh em nhé, sơn thường thôi anh em nhé, bọc này nó dễ bị xước. Cái thứ hai, cái tấm ván này nó sẽ rất là dày, nó có thể chịu được lực anh em nhé. Anh em để thoải mái đẩy đi, thoải mái đẩy lên, đứng người lên cái tủ này cũng không sao nhé, nó chịu được lực. Còn cái tủ mà hàng chợ ấy, thì nó sẽ như này, nó sẽ mỏng dính như này, em nhé, nó sẽ mỏng dính như này này. Đấy, đấy là cái thứ hai, đây nó dày hơn nhiều, dày gấp đôi luôn. Cái tiếp theo nữa nhé, cái cửa tủ này nó sẽ mở được hai cánh, hai bên anh em nhé. Tủ này thì không mở được, như tủ phòng karaoke nó toàn dùng những loại này thôi, đấy không mở được nhá. Đấy, tiếp theo nữa là bánh xe này của em, đó là bánh xe cao su nhá, chống sốc nhá. Đấy, bánh xe nhìn xịn chưa, chống sốc anh em nhá, bánh xe cao su. Còn cái bánh xe của cái hàng khác thì nó bằng đây, bằng nhựa, nhưng mà đây là nó rẻ tiền hơn rất là nhiều anh em nhé. Đấy, và hoặc là nó là bánh nhựa như này. Đấy, nó những loại này thì cũng là rẻ tiền anh em nhé, loại này mới là đắt tiền này. Đấy, anh em thấy chưa, đắt tiền nó sẽ lăn đi, nó sẽ êm anh em nhé. Đấy, đây một số thứ cho anh em. Đầu tiên là cái vỏ nó đã xịn hơn rồi đúng không ạ. Cái thứ hai, cái đế này nó đã xịn hơn, hai lớp đế luôn anh em nhé, đế trên đế dưới này, hàng đặt mà nó xịn hơn nhá. Cái lớp này nó cũng dày hơn anh em nhé, dày hơn khá là nhiều đó, dày hơn khá là nhiều. Và thêm nữa là sao, những cái ốc này nó bắt là ốc bắt vào trong luôn anh em nhé. Đấy anh em, nó xịn hơn. Còn những cái này ấy đâu được ốc bắt như vậy đúng không ạ. Đấy, để phân tích cho anh em hiểu, cái tủ này là cái tủ mà anh em hay đi lắp phòng hát, nó rẻ tiền anh em nhé. Em nhập về để em làm cái tủ điện của bên em thôi. Đấy, còn tủ này nó đẳng cấp hơn nhiều anh em nhé. Đấy, nên thanh lý 1,6 triệu là quá là rẻ luôn anh em nhé. Đó, quá là rẻ luôn. Đó, không bao ship anh em nhé.